ảo quốc gia. Trong 5 năm qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã lập hẳn một nhóm nghiên cứu tiền kỹ thuật số. Tháng trước, Phó Giám đốc Mu Chang Chun phụ trách ban thanh toán của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố, tiền kỹ thuật số chính thức của nước này gần như đã sẵn sàng. Thông tin về đồng tiền số của Trung Quốc vẫn khá ít ỏi, nhưng nhiều khả năng nó sẽ giống tiền ảo Libra của Facebook, tức là dựa vào tiền tệ truyền thống để duy trì giá trị. Tuy nhiên, trong khi Libra dựa vào đồng đô la và euro, tiền ảo Trung Quốc sẽ dựa vào đồng nội tệ ông mu cho biết tiền mã hóa được thiết kế để bảo vệ chủ quyền tiền tệ và vị thế tiền tệ hợp pháp của trung quốc các quan chức mỹ từng lo ngại về đồng libra cho rằng nó có thể đe dọa các loại tiền tệ truyền thống khi thông dụng quan chức trung quốc cho biết tiền ảo của nước này sẽ được sử dụng trên các nền tảng tin nhắn thông dụng trong nước như wechat và alipay trong khi đó libra tất nhiên được thiết kế cho các kênh sản phẩm riêng của facebook đồng tiền mới có thể được cả ngân hàng trung ương trung quốc và các tổ chức tài chính của nước này phát hành